Ok, xin chào các bạn quay trở lại kênh của Rỗi2P nha. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn bốn cặp tướng mà mình nghĩ là rất thú vị để các bạn thử ở giai đoạn đầu game. Và mình sẽ bật mí cho các bạn bốn cặp tướng này sẽ tương ứng với bốn loại quân, bộ, kỵ, cung và xe luôn nha các bạn. Để xem các bạn có thể đoán được trước khi xem hết video không. Đầu tiên đó là mình phải nói trước, đó là những cặp tướng này mình nghĩ là chỉ áp dụng cho những bạn nào mà thích chơi kiểu nó hơi phá cách một chút. Tức là các bạn không muốn đi theo cái lối chơi thông thường. Và thứ hai đó là nó áp dụng khi mà các bạn có một số vị tướng mà các bạn may mắn có thể lên được skill nó sớm hơn những vị tướng khác thì các bạn nên áp dụng nha. Còn không thì mình vẫn khuyên các bạn nên đi theo những cái lối bui tướng nó phổ thông, ví dụ như là tôn tử môn đéo chẳng hạn nha. Và cặp tướng đầu tiên mở màn cho video ngày hôm nay ứng với loại quân bộ binh, chúng ta có Burzon Ironside hay là Burzon Sửa Sắt ở vị trí tướng chính. Nhưng mà vì đã là một cặp tướng nó phải hơi dị dị một chút nên là chúng ta sẽ không cặp Burzon với Tôn Tử hay Burzon với Môn Đế Ốc, mà chính là Burzon với Oathman nha các bạn. Nghe có vẻ nó không liên quan một tí đúng không? Nhưng thực ra rất liên quan đấy nhá. Bởi vì thứ nhất, con Burzon các bạn sẽ cầm full bộ binh. Các bạn có gì? Các bạn có cái skill 1 này, gây sát thương một mục tiêu, hệ số 700. Và khi các bạn mắc Burzon ấy, thì các bạn sẽ có khả năng khiến cho đối phương nhận thêm sát thương kỹ năng trong vòng 3 giây tiếp theo. Đó, cái này rất quan trọng nha, 15% sát thương kỹ năng trong 3 giây tiếp theo. Và khi các bạn cho Oathman đi phụ, Oathman có gì? Oathman có một skill 1 sát thương cực kỳ cao đối một vị tướng tím, hệ số tới 1100. Như vậy thì sau khi con Burzon đi chính ra skill ấy thì Oathman ra skill sẽ tăng sát thương. Nhưng mà chưa hết đâu các bạn. Đó, cái skill 3 này của Oathman lại còn tiếp tục gây thêm sát thương kỹ năng khi mà tướng ra skill, có nghĩa là Burzon ra skill xong thì sẽ ngay lập tức gây thêm 400 sát thương kỹ năng, và Oathman ra skill xong tiếp tục gây thêm 400 sát thương kỹ năng. Như vậy các bạn sẽ gây rất nhiều sát thương kỹ năng với cặp này. Ngoài ra các bạn lại còn được hưởng lợi từ cái hiệu ứng buff từ cái skill 1 của Burzon nữa. Và có một điều đặc biệt đây đó là Oathman thì các bạn đi phụ ấy, các bạn cũng không cần quan tâm đến cái việc là các bạn phải nâng cấp cái level của Oathman lên. Các bạn chỉ cần quan tâm đó là Oathman các bạn max skill là ổn. Khi mà Oathman max skill ấy thì các bạn lại còn có thêm khả năng mang thêm năng lực đội quân nữa. Thì cái cặp Burzon Oathman này nó có thể mang nhiều lính hơn. Ví dụ người ta mang chỉ được 200.000 thôi, các bạn mang được thêm 10% là 220.000. Càng nhiều lính thì sát thương nó càng cao. Và Burzon tiếp tục có cái nhánh kỹ năng, nó sẽ tiếp tục giúp cho cái cặp này gây sát thương rất là tốt nha. Cái cặp tướng này thì khả năng gây sát thương rất là cao, nhưng mà bù lại lại thiếu đi khả năng phòng thủ cho mọi người. Cặp tướng thứ hai đó là kỵ binh thì chúng ta có là Minamoto. Thì Minamoto để cho nó phổ thông dễ tiếp cận một tí thì mình sẽ đề xuất các bạn sử dụng Minamoto 5511 nha mọi người. Thì dù sao Minamoto cũng là một vị tướng nạp tiền, nhưng nếu các bạn không có điều kiện để lên 5511 hay mắc Minamoto thì sao? Thì mình có thể đề xuất các bạn lên cái mức skill là 5111 cho Minamoto nha. Và với cái mức skill thấp, ví dụ chỉ mắc skill đầu thôi, thì thực ra Minamoto nếu các bạn lên cấp 60 nó cũng hơi phí một chút. Tuy nhiên Minamoto các bạn đánh màn rỡ thì dần dần các bạn cũng lên cấp rất là tốt. Và cặp tướng thứ hai mình muốn sử dụng cho Minamoto đó là ai? Đó chính là Pelagius. Vâng, rất thú vị đúng không các bạn? Thông thường thì các bạn sẽ thấy là mình hay khuyên đó là Mina đi chung với Bailey hoặc Baiba. Nhưng hôm nay thì mình quyết định đề xuất cho các bạn một cặp rất là dịu kỵ binh đầu game. Đó là Mina và Pelagius. Mà tại sao ấy lại phải là hai con này đi với nhau? Thì nếu mà Mina các bạn mắc ấy thì các bạn có thể cho Mina lên 60 đi chính. Còn nếu mà Mina các bạn chỉ mắc skill đầu thì các bạn có thể cho Mina đi phụ và Pelagius đi chính nha. Thì cái cặp đôi này ấy, nó sẽ có một cái khả năng kết hợp rất là hay tới từ cái skill 1. Đó, cái skill 1 của Pelagius này nó sẽ có khả năng gây sát thương mỗi giây trong vòng 2 giây và đồng thời sẽ giúp các bạn hồi nộ. Và Minamoto có gì? Minamoto cũng có một skill 1 và các bạn sẽ có 50% cơ hội gây thêm sát thương mỗi giây trong 2 giây. Các bạn lưu ý cái mỗi giây này cực kỳ ăn tiền nhá. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có thể tận dụng được cái điểm tài năng sức mạnh tiềm tàng này. Các bạn lưu ý nhá, cái này lỗi dịch thuật một chút thôi, nhưng cái điểm này nó sẽ chỉ áp dụng cho những cái skill mà có cái dòng đó là sát thương bao nhiêu đó trong mỗi giây. Và cả Pelagius và Minamoto đều được hưởng lợi từ cái điểm này. Còn về bảng tài năng của Minamoto và Pelagius thì các bạn có thể tham khảo bảng tài năng như sau, áp dụng cho cả hai vị tướng khi mà cả hai vị tướng này có bảng tài năng rất là giống nhau nha mọi người. Chắc chắn là không thể bỏ qua cái điểm sức mạnh tiềm tàng này rồi. Cặp tướng thứ ba mà mình muốn giới thiệu với các bạn dành cho cái video hơi dị một chút ngày hôm nay, chúng ta có đó chính là Herman. Và ở vị trí tướng phụ sẽ không phải là Kusunoki, không phải Kira, không phải gì, mà là một vị tướng cam các bạn sẽ sở hữu từ rất là sớm, đó chính là Elcid nha mọi người.
thì El Cid là một tướng chìa vàng nên các bạn sẽ khó lên max skill của vị tướng này hơn. Nhưng nếu các bạn đủ may mắn, các bạn có được cái skill của El Cid 5111 ở giai đoạn đầu game. Có lẽ các bạn nào may mắn ấy, thì các bạn có thể làm được điều này trong khoảng KVK 1 đấy, là các bạn có thể chơi được cặp dị nhân này rồi. Thì ở cặp dị nhân này các bạn có gì? Các bạn có khả năng câm lặng và sát thương đơn mục tiêu cực kỳ cao của Herman nha. Herman cũng có khả năng phục hồi nộ khi mà đánh thường nữa. Khi các bạn kẹp chung Herman với El Cid thì các bạn sẽ có thêm được cái khả năng câm lặng và khiến cho đối phương không thể đánh thường của El Cid nữa trong một giây. Như vậy các bạn sẽ có một cái combo mà khiến đối phương câm lặng liên tục. Đồng thời các bạn tiếp tục có thêm cái skill 2 của El Cid này nữa, khi mà các bạn sẽ có 10% cơ hội gây thêm sát thương cho mục tiêu. Hệ số sát thương ở cấp độ 1 là 500, mình thấy cũng rất là cao nha các bạn. Bởi vì đa số những vị tướng tím trong game ấy, thì cái 500 này đã bằng một nửa sát thương mà vị tướng tím có thể gây ra rồi. Thì cặp Herman El Cid sẽ là một cặp dị nhân dành riêng cho cung thủ cho các bạn áp dụng ở KVK 1 nha. Và cuối cùng chúng ta có cặp dị nhân cho đơn vị quân chuyên xe, nếu các bạn thật sự là dị nhân, đó chính là Matilda. Thì thứ nhất là Matilda các bạn có gì? Matilda các bạn sẽ có khả năng tăng sức mạnh của quân bao vây lên 30% và tăng phòng thủ lên thêm 30% nữa. Tổng chỉ số của skill này lên tới 60%, cao nhất game luôn. Có thể nói là tất cả những vị tướng cam khác nếu mà gặp Matilda thì chỉ là đờ các bạn. 60% vừa cộng máu vừa cộng đép cực kỳ cao. Skill 1 gây sát thương 750 và giảm tấn công của kẻ địch. Đã trâu rồi lại còn khiến đối phương bị giảm tấn công nữa, khiến cho Matilda cầm full xe rất là trâu. Nhưng ai sẽ là vị trí tướng phụ cho Matilda? Và lựa chọn tốt nhất ở đây mình đề xuất cho các bạn đó chính là Sơn Đế Ốc. Và tại sao lại là Sơn Đế Ốc chứ không phải những vị tướng tím khác như là Doan hay là Tama? Thì bởi vì tuy Sơn Đế Ốc là một vị tướng cam nhưng các bạn có thể lên skill của Sơn Đế Ốc tương đối là dễ. Bởi vì hết Sơn Đế Ốc các bạn có thể mở chìa. Thứ hai, Sơn Đế Ốc các bạn có thể chơi cái sự kiện dự trữ chiến lược, sự kiện đấy cực kỳ dễ chơi luôn. Nó không hề khó như những cái sự kiện khác và các bạn sẽ rất là nhanh chóng. Các bạn có được cái mức skill của Sơn Đế Ốc nó hợp lý. Và Sơn Đế Ốc sẽ có skill 1 gây sát thương lên tới 1400, cực kỳ cao nha các bạn. Giảm điểm nộ của đối phương thêm 100 nộ nữa. Đối phương đánh thường đã yếu rồi, lại còn ra skill chậm. Các bạn có cái skill 3 này tiếp tục cho các bạn sẽ tăng thêm tới 30% đép cho quân xe và 30% máu cho quân xe. Nhưng cái này lưu ý là các bạn chỉ có thể áp dụng khi đang thu thập từ điểm tài nguyên. Như vậy thì cái cặp Matilda và Sơn Đế Ốc các bạn cộng lại sẽ có tổng cộng là 60% máu cho quân bao vây và 60% phòng thủ cho quân bao vây. Và cái cặp này ấy, nó chỉ phát huy sức mạnh tối đa khi mà các bạn thu gom tài nguyên trên bản đồ. Và nếu mà đối phương thấy con Matilda các bạn, đối phương ảo vào đánh ấy, đối phương sẽ bị lỗ rất là nhiều các bạn. Cặp này cực kỳ mạnh luôn. Bởi vì sao? Một cái vấn đề nữa đó chính là con Matilda ấy, nó lại có nhánh tài năng phòng thủ nha các bạn. Và với nhánh tài năng phòng thủ này, các bạn chỉ cần lấy full nhánh phòng thủ, còn lại những cái điểm còn lại các bạn lấy sang cái nhánh farm là ok. Như vậy các bạn vừa farm và vừa đánh nhau được nha. Và có một cái điều đặc biệt nữa của Matilda, đó là Matilda được tăng thêm tới 15% số lượng quân có thể mang ra, nhưng bù lại các bạn sẽ bị giảm đi 20% tấn công. Nhưng không sao, cái cặp này là một cặp có thể nói là lấy thủ bù công nha các bạn. Anh em dị nhân nào mà thích chơi chuyên xe, các bạn hoàn toàn có thể chơi cặp Matilda Sơn Đế Ốc và cắm mỏ farm với xe T4 cực kỳ trâu luôn. Và một cái đặc điểm nữa, đấy một cái đặc điểm nữa cho các anh em chuyên xe, nhưng mình không khuyến khích anh em chơi chuyên xe lắm nhá, ông nào dị nhân mới chơi nhá. Đó là các bạn có thể sử dụng set đồ người đi rừng. Set này mà các bạn nào đặt tiền giai đoạn đầu game ấy thì nó sẽ có trị giá là 219.000, đó trợ 4 món tím luôn. Tăng rất là nhiều chỉ số cho quân bao vây. Đó. Tăng rất là nhiều chỉ số cho quân bao vây. Và các bạn có thể dùng set này để đánh nhau rất là tốt. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu các bạn 4 cặp tướng mình có thể nói là dị nhân trong tựa game Dry Kingdom ở giai đoạn đầu game khi các bạn mới chơi. Và nếu các bạn có đam mê với những lối chơi nó hơi khác người một chút thì các bạn hoàn toàn có thể thử những cặp tướng này nha. Và lưu ý là các bạn chỉ nên thử khi mà các bạn đã có sẵn những vị tướng này nha. Còn nếu mà các bạn muốn đầu tư vào thì mình vẫn khuyên các bạn đầu tư vào những lựa chọn an toàn hơn. Ví dụ như là Tôn Tử, Bay Ba, đó, thay vì các bạn dồn chọc vào những vị tướng khác. Các bạn chỉ nên thử những cặp này nếu như mà các bạn đã có sẵn những vị tướng đó max skill, hoặc các bạn mở thìa nó hên xui ra cái skill đủ dùng nha các bạn. Và các bạn có cảm nghĩ như thế nào về 4 cặp tướng ở trên? Các bạn đã đụng độ họ trên chiến trường chưa? Thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những nội dung thú vị về tựa game Dry Kingdom trong tương lai. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.